suýt thì gãy. 3 giờ sáng, Quyền leo daily chốt phiên Megalife với doanh số 100 tỷ sau 17 tiếng live dòng dã, vẫn tuyên bố bán lỗ để về số. Hôm qua, Megalife của TikToker Quyền leo daily kéo dài từ 10 giờ đến 24 giờ ngày 5 tháng 5 với con số doanh thu lên đến 95 tỷ đồng tính đến 0 giờ 27 phút sau 14 tiếng live stream dòng dã. Do chưa đạt được mục tiêu 100 tỷ nên họ quyết định lái tiếp. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày hôm nay, mùng 6 tháng 5, sau 17 tiếng live stream, cặp đôi đã đạt được con số 100 tỷ đồng như mong muốn. So với mục tiêu ban đầu, cặp đôi chưa đạt được 100 tỷ đồng trong 14 tiếng mà phải kéo dài phiên live. Do đó, khoảng thời gian cuối cùng, cặp đôi tuyên bố xả kho, bán lỗ để về số. Rất nhiều điều hời như mua 4 tặng 1, giảm giá sâu được lên liên tiếp để thu hút sức mua của khách hàng. Dẫu vậy, so với các KOL, KOC khác trên thị trường hiện tại, TikToker Quyền leo daily là một trong số hiếm những người đạt được doanh thu 95 tỷ trên livestream sau 14 tiếng. Không những thế, mắt xem xuyên suốt trên livestream của vợ chồng Quyền leo daily cũng rất ổn định, luôn duy trì trung bình khoảng 30.000 mắt xem cùng lúc, thậm chí có giai đoạn đỉnh điểm cao nhất lên tới hơn 60.000 người xem. Trong phiên livestream của Quyền leo daily có tổng cộng hơn 100 mặt hàng đến từ nhiều ngành hàng như là đồ gia dụng, đồ điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm. Tất cả đều được cam kết có mức giá bán rẻ chưa từng có cùng nhiều deal sốc tặng kèm quà khủng. Do đó, một số sản phẩm chỉ mới lên sàn chưa đầy 50 phút đã chính thức hết hàng. Trước khi bắt đầu cho mega livestream hoành tráng này, Quyền leo daily chơi lớn thuê hẳn du thuyền 500 tỷ đồng để quảng bá. Chính vì vậy, cặp đôi đã nhận được hơn 200.000 người nhấn nút quan tâm. Với số lượng người quan tâm như vậy, TikToker Quyền leo daily cũng lần lượt đạt được những dấu mốc gây choáng, mặc dù vẫn còn nhiều nghi ngờ xung quanh vấn đề này. Có lẽ thành tích của cặp đôi đã khiến nhiều người giật mình vì sức mua sắm bất ngờ của người dân Việt Nam, cũng như có cái nhìn khác hơn về nền tảng livestream bán hàng hiện nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.